bị bỏ thuốc mê và nước uống. Tỉnh dậy thấy mình đang bị khống chế trên xe ô tô, chỉ toàn những người đàn ông lạ hoắc và nói cái tiếng xa lạ. Một nữ sinh viên đã phải trải qua hơn 5 tháng trời sống trong địa ngục trần gian, sống mà như chết, sống trong hang ổ của bọn tội phạm buôn người tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bị đưa đi giao bán khắp nơi, đánh đập tàn nhẫn, nhưng cô gái ấy đã vượt qua tất cả để trở về Việt Nam sau hơn 7 tháng ròng rã ở nơi đất khách quê người. Em nghĩ ra là em bị bán sang đây để làm vợ người ta. Thì em bị nhốt vào trong một cái chuồng to, khá là to. Ở trong có một con chó béo dê rất là to. Em cũng định, em bị tự tử rồi. Nhưng mà em nghĩ là em thấy thương bố mẹ em. Bây giờ không biết là tin tức em như nào. Nhưng mà chết thì cho người ta biết là mình như thế nào mà chết. Mình chết thì phải làm sao để về được với bố mẹ.